Rồi, siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Lời nói đầu tiên, trước khi vào clip, siêu nhân xin kính chúc tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em mình trên mọi miền đất nước luôn luôn được nhiều sức khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực nha cả nhà mình ha. Siêu nhân gửi những thước phim này đến cho cả nhà mình xem ha. Trong thước phim này sẽ có hai máy ấm được sự đón nhận của các mạnh thường quân mình sửa sang cho các bé. Đầu tiên hết, đây là máy ấm của Chi Lê ở Đà Nẵng. Sau đó thì máy ấm của em Hon ở Sóc Trăng. Hai máy ấm được các mạnh thường quân mình yêu mến đang chung tay sửa lại chỗ ở kín đáo cũng như là rộng rãi ra cho các bé ở nha cả nhà mình ha. Thì máy ấm Chi Lê thì cả nhà mình cũng biết siêu nhân cũng đã có một chuyến đi vừa rồi ra Đà Nẵng, được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mình trong nước cũng như ngoài nước rất nhiều. Và máy ấm của em Hon cũng vậy, cũng vừa rồi cũng siêu nhân cũng có đến, cũng được sự giúp đỡ của cả nhà mình sửa máy ấm. Hiện tại cả nhà mình đang xem đây là những thước phim của Chi Lê quay lại cung cấp gửi cho siêu nhân truyền tải đến cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một cái máy ấm, cả nhà mình đang nhìn thấy hình ảnh đây là bề ngang 4m, chạy dài 8m, ở trên có lợp tôn cách nhiệt, ở dưới có cán nền xi măng và có giường ngủ 2 tầng. Máy ấm này dụng ý của siêu nhân là cho các bé trú mưa trú nắng, cũng nói chung là mục đích chính của mình là cho các bé trú bão. Đây là máy ấm ở vùng núi nha cả nhà mình ha, vùng biển vùng núi Đà Nẵng đó. Cả nhà mình cũng nghe hàng năm Đà Nẵng gánh chịu những cơn gió, những cơn bão như thế nào, mà máy ấm thì rất lập sập. Thì hôm nay máy ấm được mạnh thường quân mình chung tay hỗ trợ mua gạo thức ăn, rồi cũng như là phụ đóng tiền nhà tất cả dân dân, rồi cũng như là được có một bé bị bú đưa đến bệnh viện đã được phẫu thuật. Đó là tất cả của các mạnh thường quân mình. Đặc biệt nhất máy ấm Chi Lê là được sự hỗ trợ của chị Monica Lu ở Mỹ, hỗ trợ cho máy ấm là 3.000 đô. Nói siêu nhân là tìm cách nào sửa cho máy ấm cũng như là làm cho các bé có chỗ trú nắng trú mưa, thì siêu nhân đã thay mặt chị Monica Lu, siêu nhân nói thợ làm theo ý của siêu nhân là sửa lên máy ấm như thế này. Đó thì cả nhà mình cũng đang xem, đây là đã được hoàn thành máy ấm, ghi hình gửi lại cho siêu nhân. Em xin đại diện chủ kênh một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến chị Monica Lu rất là nhiều. Em xin chúc chị và gia đình chị luôn luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn Chúa ở bên chị và gia đình chị, cũng như xin chúc tất cả quý mạnh thường quân mình trong nước cũng như ngoài nước nhìn thấy máy ấm được các bé được có cuộc sống tốt là nhờ sự đóng góp của các mạnh thường quân mình. Siêu nhân cũng xin chúc tất cả các mạnh thường quân mình luôn luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trên mọi lĩnh vực nha cả nhà ha. Còn cả nhà mình đang xem, đây là 1 trong 6 chuồng lớn siêu nhân đã làm cho các bé, 1 trong 6 cái ha. Cái máy ấm hiện tại cả nhà mình đang nhìn thấy là cái máy ấm của các bé cháu Liệt, thì có cửa chắn bên ngoài cho các bé khỏi tràn ra ha. Diện tích thì giống như nhau. Còn đây bên đây là 5 cái chuồng lớn còn lại siêu nhân không có làm lối ngăn, siêu nhân không có làm cửa đó, chỉ có vách ngăn từng chuồng, từng phòng thôi. Không có làm cửa để cho mưa bão các bé tự tìm chỗ trú mưa trú nắng. Đó cả nhà mình thấy máy ấm được sửa sang rất nhiều. 5 cái chuồng lớn này thì siêu nhân đã làm và lót sàn, lót tấm sàn cả nhà mình thấy cũng hỏng lên mặt đất mấy mươi phân đó, là cũng như là dự định là cũng dụng ý của mình cũng cho các bé nó trốn ở dưới đó luôn, nấp mưa nấp nắng cũng được, hoặc là tiết nóng các bé có thể là chui xuống dưới đó nấp. Còn bình thường thì trời mưa tới thì các bé có thể là chui lên trên
tự chọn phòng chọn giường mà nằm. Siêu nhân muốn cho các bé hòa đồng, không có phân biệt ranh giới, các bé muốn nằm chỗ nào thì tự nằm. Còn ở đây thì cả nhà mình cũng thấy cái giường của siêu nhân dự định là hai tầng. Không gian ở bên trong thì nó cao lên để có nhiều khi các bé nó có thể nó trời nắng nóng nó trốn ở dưới đó nó nằm, thì cũng giống như là một cái lớp plafond rất mát cho các bé đó. Rồi dụng ý của mình thì hai tầng này để cho các bé lớn nhỏ đều lên được hết, không có đứa nào mà lên không được hết hết cả nhà mình ha. Còn đây là cái sân để cho các bé sau khi ngủ rồi xuống vui đùa. Không gian phía trước siêu nhân cũng không có rào lưới chắn lưới gì hết, để cho các bé nó có không gian rộng á, mình ngăn ra thì nó sẽ chật. Cũng được làm rất kỹ nha cả nhà mình ha. Toan dắt xung quanh và hầu như có con miếng cách nhiệt rồi nha, giảm ồn và giảm trời nóng á, thì là giảm được cái sức nóng, trời mưa thì cũng giảm được sức lạnh đó. Đây là các bé đang được vô căn nhà mới ăn đầu tiên, bữa ăn đầu tiên trong căn nhà mới đó cả nhà mình. Nhìn các bé có cuộc sống tốt, siêu nhân rất là vui thì có được cuộc sống tốt như thế này. Đây là nhờ sự đóng góp của tất cả các mạnh thường quân mình trong và ngoài nước cả nhà mình ha. Chi Lê mới làm được, thật sự ra các máy ấm cũng vậy, được sự đón nhận của các mạnh thường quân mình chung tay góp sức thì các trạm mới có cho các bé có được cuộc sống tốt. Hôm nay máy ấm Chi Lê đây là cũng là một trong những máy ấm lớn nhất Đà Nẵng, tu mang các bé bị bỏ rơi bán vào lò mổ, các bé bị hầu như là không nhà không cửa, được vợ chồng Chi Lê đón nhận đem về tu mang. Thì hôm nay máy ấm được sự chung tay của các mạnh thường quân mình, siêu nhân rất là vui. Một lần nữa siêu nhân nhìn thấy cái cảnh các bé có được cuộc sống hạnh phúc như thế này thì siêu nhân lại nhớ đến chị Monica Lu ở Mỹ hỗ trợ 3.000 USD mình làm lên một cái máy ấm bề ngang 4 dài 8 và 5 cái chuồng lớn, thêm một cái chuồng cho các bé chó liệt nữa là tổng cộng là 6 cái. Cái chuồng kia thì là theo cái tấm xi măng của mình, kêu bằng tấm gì siêu nhân quên tên, hình lình quá rồi, tấm symbol thì có diện tích bề ngang là 1m22, chạy dài là 2m44, có chiều cao tổng thể như nhau bằng hai bên đó, cả nhà mình nhìn thấy ha. Các bé mà bị viêm da ghẻ lở thì cũng được cả nhà mình chung tay cho máy ấm cũng như là cho các bé đã thuốc uống trị hết nha cả nhà mình ha. Cũng như là vừa rồi siêu nhân ra thì cả nhà mình chung tay cũng dư được một số tiền mua gạo và thức ăn, cũng như là Chi Lê sẽ đi phẫu thuật cho cái bé bị có cục bú, và đồng thời nếu có dư thì trang trải tiền mặt bằng. Siêu nhân cảm ơn các mạnh thường quân mình nhiều lắm, chứ không còn biết nói gì hơn. Thật sự là tất cả các máy ấm muốn được con bé đó có được cuộc sống hạnh phúc là nhờ được sự chung tay của cả nhà mình. Siêu nhân xin chúc cả nhà mình thành công trong mọi lĩnh vực để có thiền phụ với các máy ấm cho các bé nha cả nhà nha. Siêu nhân xin nhắc lại với cả nhà mình, máy ấm này thì sửa theo cái ý của siêu nhân ha. Nếu cả nhà mình không bằng lòng, không thích, nói siêu nhân làm cái điểm này không đúng, điểm kia không đúng, thì cả nhà mình có thể là vô bình luận để lại, siêu nhân sẽ tiếp thu ý kiến của cả nhà mình, sẽ điện thoại ra chỉnh sửa. Đây là tất cả là theo ý của siêu nhân, vợ chồng Chi Lê và thợ làm theo. Nếu mà cả nhà mình không bằng lòng thì cũng có đừng có, chỉ có trách mình siêu nhân thôi, cả nhà mình đừng có trách vợ chồng Chi Lê ha. Vợ chồng Chi Lê thì thật sự chỉ làm theo ý của siêu nhân và thợ cũng làm theo ý thôi. Nếu cả nhà mình thấy siêu nhân làm cái này không hợp lý, không tốt, cần sửa lại hay là cái gì đó thì cả nhà mình vô bình luận để lại, siêu nhân nhìn rồi siêu nhân sẽ điện thoại ra nói với vợ chồng Chi Lê cũng như là nói với thợ sửa chữa lại. Hôm nay siêu nhân làm việc với máy ấm của Chi Lê thì cũng bằng một cách là gián tiếp thôi cả nhà mình. Cả nhà mình thấy là làm
tất cả là đều qua điện thoại thôi, điều khiển từ xa. Trường cả nhà thấy không, khá rộng khá bự luôn á, khá rộng khá bự, cao ráo. 5 cái này cả nhà mình, 5 cái liền kề. 5 cái này thì siêu nhân không có làm cửa phía trước ha, để các bé chạy vô chạy ra khi mưa bão, và hầu như là nó chia bạn, chia phe, chia lãnh thổ gì đó, đứa nào muốn ở chuồng nào thì ở ha. Còn cái chuồng của bé cháu Liệt thì siêu nhân có làm cái cửa phía trước chặn lại cho không cho bé nó lọt ra ngoài. Đây là cả nhà mình đang xem là cái chuồng con này của bé Liệt đây. Cả nhà mình cũng rất là quan tâm đến bé cháu Liệt, sợ bé bị lết trầy rồi đó, thì cái tấm đáy mình cũng được lắm, lót tấm Sambo luôn cả nhà mình ha. Tấm này thì rất là bền, chịu nước được, nhà láng, bé nó không có bị xước nữa cả nhà mình. Còn cánh cửa này thì chủ nhân nói là làm như vậy để cho bé nó lết ra, nó không lọt ra ngoài. Nó cả nhà mình thấy nó không có lọt ra ngoài được. Lọt ra ngoài rồi, ví dụ có mình thì mình hành hay mình ẩm vô, còn không có mình rồi làm sao đây, nói là siêu nhân làm cửa thôi. Siêu nhân xin nhắc lại với cả nhà mình, đây là máy ấm của Chi Lê, nói chung là trạm cứu hộ chó mèo lớn nhất Đà Nẵng nha cả nhà mình ha. Được sự đóng góp của các mạnh thường quân mình trong nước ngoài nước hỗ trợ thuốc, gạo, thức ăn, đóng tiền mặt bằng, tất cả dân dân. Máy ấm được chị Monica Lu ở Mỹ hỗ trợ 3.000 USD, làm lên một cái máy ấm dài ngang 4, dài 8, và thêm 6 cái chuồng loại lớn này nữa. Đó, cả nhà mình thấy chủ nhân nghĩ là các bé của máy ấm Chi Lê sẽ vui và hạnh phúc, kể cả các mạnh thường quân mình và quý khán giả mình, hội yêu thương chó mèo, nhìn thấy các con có được cuộc sống như thế này, ai nấy đều vui mừng và hạnh phúc. Không có cao lắm nha, mà để mưa tạt được nha cả nhà mình nha, nó có chiều sâu vô, nó có chiều sâu vô. Còn cả nhà mình thấy đây là hình ảnh là người ta khống chế không cho mình làm cao đâu, và hơn nữa thì ở trên mình có cái kết che ra đó, có kết che ra để là khống chế tạt nha cả nhà ha. Tại vợ chồng chị Lê quay đó, cả nhà thấy ở trên có kết không, quay thì nhìn thấy nó không có rõ lắm ha. Rồi siêu nhân xin tạm khép phần clip của máy ấm Chi Lê lại nha cả nhà mà ha. Bây giờ siêu nhân mời cả nhà mình đón xem máy ấm của em Hon ở Sóc Trăng nha cả nhà mình. Rồi đây là hình ảnh cả nhà mình đang xem là máy ấm của em Hon ở Sóc Trăng. Máy ấm này vừa rồi có cu mang mấy mươi bé của cháu Đào lụm ve chai đó cả nhà mình, thì siêu nhân có đến quay và chia sẻ, thì cũng được sự đón nhận của các mạnh thường quân mình chung tay góp sức mua gạo như là thức ăn gì cho các bé. Đặc biệt nhất máy ấm được chị Hoa Trần ở Mỹ hỗ trợ 1.000 đô để nới rộng, xây sửa chữa nới rộng cho các bé có chỗ ở, tại vì máy ấm rất đông. Em cũng xin đại diện cho máy ấm cũng như là đại diện cho hội yêu thương chó mèo, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến chị Hoa Trần ở Mỹ rất là nhiều. Em xin chúc chị và gia đình chị luôn luôn được nhiều sức khỏe, cũng là thành công trong mọi lĩnh vực. Xin Chúa ở cùng chị và gia đình chị. Và siêu nhân cũng xin kính chúc tất cả quý bà cô bác anh chị em mình trên mọi miền đất nước, những người yêu thương chó mèo, những người yêu thương những hoàn cảnh khó khăn, xin kính chúc quý mạnh thường quân như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe, cũng được vạn sự như ý. Xin nhân trên che chở cả nhà mình, xin chúc cả nhà mình trọn vẹn thành công trên mọi lĩnh vực, để cả nhà mình có tiền chung tay với lại các máy ấm phụ, các máy ấm nuôi các bé cả nhà mình ha. Đây là siêu nhân cũng nói cả nhà mình, đặc biệt máy ấm của em Hon này là được sự hỗ trợ của chị Hoa Trần ở Mỹ 1.000 đô để sửa máy ấm, nới rộng máy ấm cho các bé đang có chỗ ở.
cả nhà mình thấy có lẽ là đây là mâm cơm của thợ. Thì máy ấm của em Hon thì làm theo ý của em Hon hết cả nhà mình ha. Tuy nhiên thì cũng theo từng vùng miền nha cả nhà mình. Mỗi vùng miền khác nhau, ví dụ như miền Tây mình thì ít chịu bão hơn, thì em Hon sẽ tính toán và làm theo cái diện tích của mình đang có và thích hợp với lại cái thời tiết ở miền Nam. Cả nhà mình cũng thấy lên cung lên giá hết rồi ha. Tất cả là những hình ảnh thước phim này của em Hon ghi hình lại gửi lên cho siêu nhân để gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân mình, đặc biệt nhất là chị Hoa Trần ở Mỹ hỗ trợ tiền để máy ấm sửa sang rộng rãi hơn cho các bé có chỗ ở an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Máy ấm thì cũng được em Hon nói là cũng được sửa xong đó cả nhà mình ha. Tuy nhiên thì em Hon thì quay nó không có mọi góc cạnh được, để bữa nào siêu nhân xuống, siêu nhân sẽ quay lại cho cả nhà mình xem máy ấm sẽ được sửa lại cho các bé như thế nào, đã được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân mình. Một lần nữa siêu nhân xin đại diện cho tất cả các máy ấm cũng như là hội yêu thương chó mèo, hội người khó khăn, nói chung là người dân Việt Nam mình, xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý ông bà cô bác, anh chị em, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn nghe tiếng gọi của siêu nhân, đồng hành cùng với siêu nhân, che chở cho những máy ấm, che chở cho những mảnh đời bất hạnh. Siêu nhân cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân mình rất là nhiều nha, cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Và bây giờ siêu nhân xin tạm khép clip lại cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong những clip tiếp theo. Bữa nào xuống siêu nhân sẽ ghi hình máy ấm lại cho cả nhà mình xem cận cảnh hơn ha. Em xin chân thành cảm ơn chị Hoa Trần ở Mỹ rất là nhiều nha chị nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ có chị mà máy ấm mới được rộng rãi, các bé mới có được chỗ ở khoảng thoải mái hơn. Đó, chị nhìn thấy máy ấm đã lên khuôn lên hình rồi, xong hết rồi, rất dài rất bự nha chị ha và cả nhà mình. Thôi siêu nhân chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Xin chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ và hạnh phúc nha. Siêu nhân xin nhắc lại, đây là máy ấm của em Hon ở Sóc Trăng. Máy ấm đầu clip là máy ấm của Chi Lê ở Đà Nẵng nha cả nhà mình. Rồi chào tạm biệt cả nhà.